Tiếp tục thực hiện các hoạt động tri ân khách hàng năm 2019, vừa qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã đến thăm và tri ân các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động thường niên của EVN-NPC với mục đích tri ân các khách hàng sử dụng điện, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đến đông đảo khách hàng sử dụng điện, đồng thời cũng là để lắng nghe ý kiến, góp ý của khách hàng nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ điện năng, công tác đảm bảo cung cấp điện, hỗ trợ việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống đường dây, các trạm phát điện, đưa ra những quy định và cảnh báo về công tác an toàn trong sử dụng điện tại các doanh nghiệp. Chia sẻ với hai khách hàng lớn là công ty cổ phần xi măng Sông Lam và công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, lãnh đạo EVN-NPC khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đem đến cho các khách hàng một chất lượng dịch vụ tốt nhất và không bằng lòng với những gì mà mình đã làm được mà luôn cố gắng làm tốt hơn nữa. Chính vì vậy, phương châm khách hàng là trung tâm sẽ là nhiệm vụ cốt yếu và sự tồn tại bền vững của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mang đến sự hài lòng cho tất cả khách hàng từ khách hàng nhỏ đến khách hàng lớn trên 27 tỉnh, một cách nhìn hoàn toàn mới về Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.